ăn cuốn sách Học chính sách công qua chuyện đặc khu do Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Đoan Trang biên soạn. Ngày 14 tháng 12 năm 2018, trang luật khoa tạp chí công bố một cuốn sách mới dày 100 trang do Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Đoan Trang biên soạn mang tên Học chính sách công qua chuyện đặc khu. Họ gọi cuốn sách này là một nỗ lực trong việc giải thích các khía cạnh chính sách của vấn đề đặc khu kinh tế. Họ cũng công bố mục lục cho thấy cuốn sách gồm 5 chương. Trong 3 chương đầu, lần lượt mang tên Chính sách và luật. Tiến trình chính sách. Một chính sách tốt phải như thế nào? Họ tóm tắt lý thuyết của một hệ thống dân chủ đa đảng về vấn đề chính sách công. Trong chương 4, mang tên Nếu Việt Nam là một nước dân chủ, chuyện gì sẽ xảy ra với luật đặc khu? Viết rằng một nền dân chủ đa đảng sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề đặc khu bằng các cuộc bầu cử. Tư pháp độc lập, báo chí độc lập và xã hội dân sự. Trong chương 5, họ tóm tắt các diễn biến xoay quanh dự luật đặc khu kinh tế từ khi ý tưởng về dự luật này hình thành vào năm 1997 cho đến nay. Qua bố cục của cuốn sách, có thể thấy nhóm tác giả muốn thuyết phục người đọc chọn một thể chế chính trị mới cho Việt Nam chứ không đơn thuần muốn giảng dạy về chính sách công hoặc phản đối dự luật đặc khu kinh tế. Bài giới thiệu cũng cho biết nhóm tác giả đã giới hạn độ dài sách ở 100 trang và dùng ngôn ngữ ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, nhiều ví dụ để cuốn sách dễ tiếp cận quần chúng phổ thông hơn. Sách được xuất bản qua công ty Ingram Spark của Mỹ, được bán ở nước ngoài với giá 9,99 đô la Mỹ và ở Việt Nam với giá 200.000 Việt Nam đồng nếu bao gồm phí vận chuyển. Người mua sách sẽ gửi tiền đến tài khoản PayPal của luật khoa tạp chí hoặc tài khoản ngân hàng của Phạm Bảo Ân. Trước thời điểm ra mắt cuốn sách, Phạm Đoan Trang đã ký tặng sách cho một loạt bạn bè. Khi bài giới thiệu sách được đăng lên, những người này cũng đồng loạt đăng các ảnh chụp chữ ký của Trang nhằm hỗ trợ quảng bá cuốn sách. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi muốn gửi đến luật khoa tạp chí 3 câu hỏi. Một, có phải các bạn đang lợi dụng chuyện dự luật đặc khu kinh tế để đòi thay đổi thể chế chính trị hay không? Hai, khi tòa truy tố tác giả Phạm Đoan Trang, các bạn sẽ tuyên truyền rằng Trang bị bắt vì đòi thay đổi thể chế chính trị hay tuyên truyền rằng trang bị bắt vì chống Trung Quốc, viết sách phản đối dự luật đặc khu kinh tế. 3. Luật khoa tạp chí bình luận về các sự kiện dựa trên luật Mỹ hay luật Việt Nam, nếu không căn cứ vào pháp luật Việt Nam thì tờ báo này đem lại lợi ích gì cho người Việt và lợi ích gì cho người Mỹ? Dù có hay không đồng tình với dự luật đặc khu kinh tế, chúng tôi cũng không đồng tình với cách làm truyền thông treo đầu dê bán thịt chó như của luật khoa